Hôm nay nhận được một câu nói rất là hay trong cuốn sách này là drink because you want to, not because you have to. Là hãy uống bởi vì bạn muốn, chứ không phải là bởi vì bạn bị bắt uống, bắt buộc phải uống. Và cái câu nói này tôi rất là thích, là bởi vì ngày xưa, từ xưa giờ tôi làm cái mọi việc nó đều giống như là mình thích thì mình mới làm cái điều đó. Nhưng tôi nhìn quanh những người trong cuộc đời của tôi, có những người, có rất nhiều người họ không có được cái điều đó, họ không có được, tôi gọi là cái privilege, là nói những gì mình muốn nói, làm những gì mình muốn làm. Mà tại sao? Tại sao không? Thậm chí là ví dụ như là ngồi ăn với một cái người khách không hề thích ngồi, nhưng mà vẫn phải ngồi, ngồi uống bia say mềm dạng như vậy, nhưng mà vẫn phải ngồi. Why? Đúng không? Và khi mà chúng ta sẽ bị cái gì thì chúng ta cứ thường phải tiếp tục làm như vậy, chúng ta mất cái gì? Có một cái câu nói rất là hay là the only thing you have in life is your value, là cái thứ duy nhất bạn có ở trên cuộc đời này đó là cái giá trị của bạn. And if you sold your values, nghĩa là nếu mà bạn bán đó nó đi rồi đó, okay, then you have nothing left, nghĩa là bạn không còn cái gì nữa hết. Cho nên á, ở trong bất kể cái quyết định nào, chúng ta đều có cái quyền của mình cả, để cái quyền của mình để đưa ra cái quyết định của mình, đưa ra quan điểm của mình. Chỉ là bạn nói như thế nào, bạn học cách kiểm soát cái lời nói của mình, cái suy nghĩ của mình, học cái chiến lược để mình đưa ra cái quan điểm đó mà nó có thể bảo vệ cho mình và cái người nhận cái quan điểm đó, nghe nhận cái phản hồi của bạn cũng không bị tổn thương, không bị thế này, không bị thế kia dạng dạng như vậy. Thì cái mấu chốt nằm ở việc là chúng ta quản lý cái kỹ năng đó ra làm sao, tạo cái ảnh hưởng của mình đó như thế nào. Nếu như bạn không tạo được cái ảnh hưởng đó, bạn không tạo ra được giá trị để người ta cảm giác là cái lời nói của bạn, cái mong muốn của bạn, cái nguyện vọng của bạn nó xứng đáng để được trân trọng, để được ghi nhận, thì bạn sẽ luôn là gọi là ở trong cái food chain, là cái hệ thống ấy, là sẽ nằm ở trong cái rãnh cuối cùng, nó không có quá quan trọng. Và để cho chúng ta có được cái gọi là làm được là we want to, làm cái gì mình muốn, thay vì what we have to, là phải làm cái điều đó, thì ở nó cuối cùng là bạn phải có cái giá trị, tạo ra được cái giá trị cho người ta nhìn thấy là cái thương hiệu của bạn, bạn có cái thương hiệu của bạn. Kể trong công việc, bạn là người làm việc, ra được việc, giải được những bài toán khó, xử lý được những cái việc mà tổ chức nó cần, khách hàng nó cần dạng như vậy, để cho người ta thấy được cái giá trị đó. Để cho người ta thấy được cái giá trị đó, bạn phải có được cái giá trị, bạn phải tạo dựng được giá trị. Và cách nào để bạn tạo dựng được giá trị? Cách nào? Bạn tạo dựng cái giá trị đó ra làm sao? Bằng phương pháp nào? Bạn tạo dựng với ai? Có câu trả lời đó cho mình không? Bạn coi thử là cái thời gian bạn đang dành trong cái ngày để làm những cái việc gì? Thời gian bạn đang dành trong cái ngày, trong cái tuần, trong cái tháng, bao nhiêu thời gian bạn dành cho phát triển kỹ năng của bạn, bao nhiêu thời gian bạn dành cho cái việc học, bao nhiêu thời gian bạn học dành cho cái việc để nghiên cứu một cái gì đó sâu hơn, bao nhiêu thời gian bạn dành để bạn xem lại cái hành trình của mình, nó đang đi đâu, đi về đâu, nó sẽ ra làm sao. Bạn đang dành bao nhiêu thời gian của mình về cái phát triển cái tổ chức, phát triển công việc, đào tạo chính bản thân mình, mài dũa cho cái kinh nghiệm của mình, mài dũa cho cái kiến thức của mình, mài dũa cho cái những cái gì mà nó giúp ích cho mình trong công việc. Bạn đang dành thời gian nó ra làm sao? Hay là bạn đang thời gian để coi những cái lãm nhảm ở trên Facebook, những cái lãm nhảm ở trên YouTube, ở trên TikTok, chẳng như vậy, bạn đang dành thời gian để coi những cái người mà influencer họ là ai, hay là những người mà bạn hay follow để mà xem, bạn xem cái gì, bạn đọc được cuốn sách gì trong năm này, bạn đọc được những cuốn sách nào trong năm ngoái, bạn có được những mối quan hệ nào mới mà nó giúp cho bạn phát triển được con người của mình, phát triển được cái kiến thức của mình. Bạn đang có những cái người như vậy trong cái thế giới của bạn được hay không? Và bạn đang gắn kết thêm những con người như vậy ra làm sao cho ngày hôm nay, cho ngày mai? Nhưng mà nếu bạn không có được những câu trả lời đó, đừng trách là tại sao bạn phải drink, have to, mà không phải là want to.